Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Máy Phòng Binh Cũ. Thì hôm nay đây, mình giới thiệu cho mọi người là mình có về dòng sản phẩm này đây. Đây gọi là móc treo đa năng nha mọi người, móc treo đa năng. Có thể treo được mọi thứ đồ nghề hoặc là công cụ, dụng cụ, dao kéo đồ gì rất là nhiều vật dụng. Mọi người nghĩ cái gì treo được là nó sẽ treo được à. Đây, ví dụ như chẳng hạn như đây, mình móc búa như thế này đây. Đấy, này. Treo khoan, treo vít đây, như thế này. Trước tiên mình sẽ giới thiệu sơ cái công năng của nó về cái móc treo rồi và mình sử dụng như thế nào cho mọi người nhé. Như thế này, như con này này, mọi người coi, đây, nhận đây, đây, này, cái móc này, móc đơn này như thế này nhá, này nó có khóa này và mình cũng nói luôn, đây là dùng bằng vật liệu là nhôm hợp kim siêu nhẹ siêu bền nha mọi người, nhôm hợp kim siêu nhẹ siêu bền. Hàng này thì hàng tồn kho của thằng Nhật. Đây về và hàng mới luôn nha mọi người, hàng mới luôn. Đây. Đây, mình cho mọi người xem này. Đây, ví dụ như đi lên công trình dắt vào đây. Đúng chưa? Đây, mình dắt cái máy như thế này. Đấy, mọi người coi này. Đấy. Và mình nói luôn, như cái này á, cái dắt này mình chỉ cần thao tác một tay thôi mọi người. Thao tác một tay thôi. Một tay kia mình đi lên thang lên đồ mình làm nắm giữ hay gì đó thì tùy mình. Còn đây, mình thao tác một tay nhá. Này. Đấy, như thế này, lấy máy ra. Đây. Thì mọi người như thế này, đây này. Đây, nó công năng của nó mình chỉ này, nguyên lý hoạt động của nó dắt bằng bi nha mọi người. Nó tương tự một cái đầu vít. Nó tương tự một cái đầu của máy bấm vít nha mọi người. Đây, đây này. Như thế này. Là mình có thể dắt vào. Đây, chẳng hạn như đây. Một tay nha mọi người, dùng một tay. Đấy. Đây, như thế này. Đấy. Và mình nói luôn cái bộ móc đa năng này của mình treo tối đa được 10 kg. 10 kg tối đa là 10 kg nha mọi người. Mức tối đa, nhưng mà mình không khuyên mấy bạn treo 10 kg làm gì, tại vì mình để treo đồ nó nặng không cần thiết, mình treo vừa phải thôi. Đấy, những vật dụng mà mình cũng không nghĩ được cái vật dụng gì mà cân tới 10 kg nhiều lắm đâu. Đây, đây, như thế này, lấy ra, rất là đơn giản và tiện dụng. Đấy, rồi mình lấy cái búa này, chẳng hạn như giờ mình muốn treo búa, cái đấy. Cái đây là mình chỉ đeo một cái chụp như thế nha mọi người, mình đeo một cái chụp chứ mình đeo nhiều chụp thì có thể cùng một lúc mình treo búa hoặc là treo khoan, treo vít, treo đầu vít rồi như thế nào tùy mình. Đấy. Như thế này. Như thế này, đấy thấy chưa? Đấy, mình lấy ra. Cái hạn như đây, ví dụ mình treo đầu vít, mình treo đầu vít. Thấy không? Treo đầu vít. Rồi, xong. Ok. Treo đầu vít. Rồi, tháo ra này. Cái này nó có cái ren khóa lại nha mọi người, ren khóa móc lại này, đây. Như thế này mình không thể mở ra được, không thể tục nào được. Lúc nào cần thì mình tháo ra như thế này, đấy. Đây nha mọi người, rồi mình giới thiệu, mình báo giá cho mọi người, đây. Trước tiên này. Dòng sản phẩm của mình á thì nó có 3 dạng như thế này, 3 loại sách cứng như thế này. Sách cứng này có bao bì đàng hoàng nha mọi người. Có bao bì đàng hoàng, mình vẫn có xé lẻ ra bán. Mình vẫn có xé lẻ ra bán nha mọi người. Đây, trước tiên mình bán. Đây là set thứ nhất. Set thứ nhất thì mình sẽ chỉ cho mọi người, gồm một cái móc nhỏ này. Đây. Đây màu đen này, một cái chụp. Cái này gọi là chụp nha mọi người, gọi là chụp. Còn cái cây dưới này gọi là cây ti. Cây ti. Đây. Một cái set như thế này gồm một cái móc nhỏ này. Đấy. Một cái chụp, một cái ti. Cái này, bộ này là 79 nghìn. À 99 nghìn, nhầm. Bộ này 99 nghìn, nhầm nha mọi người. Bộ này 99 nghìn. Rồi đây tiếp theo. Tiếp theo bộ thứ hai, set thứ hai là gồm hai cái chụp, hai cái chụp và một cái ti. Hai cái chụp và một cái ti nha mọi người. Và gồm một cái móc lớn này. Móc lớn, móc như lúc nãy mình đeo. Móc lớn nha mọi người. Đây hai cái chụp và một cái ti. Nguyên bộ như thế này. Đây là 179 nghìn. Đây 179 nghìn nha mọi người. 179 nghìn một bộ này. Và set thứ ba, set thứ ba là gồm ba cái chụp, ba cái chụp nha mọi người và một cái móc như thế này. Giá trị của cái set thứ ba này là 229 nghìn. Đấy, 229 nghìn nha mọi người. Rồi mình sẽ chỉ những cái công dụng của những cái set này, tại vì sao nó chỉ có những cái chụp như thế này thì mình nói luôn là những cái chụp này nó không kèm theo ti, thì để mọi người mua những cái chụp này về, đúng không? Mọi người chỉ cần dắt cái đầu vít như thế này mình dắt, thì mọi người đâu cần mua ti về làm cái gì, tốn thêm tiền đó. Mọi người dắt như thế này đó. Còn cái này, như thế này chẳng hạn,
Đấy, thì chẳng hạn như một cái này, mọi người về có thể dắt một cái máy khoan, mua một dắt một cái máy khoan, còn cái này mọi người dắt thêm một cái đầu vít, chẳng hạn như thế. Đấy, như cái này thì nhắc dắt đơn lẻ như thế này thì mọi người cũng hiểu công dụng rồi. Chẳng hạn như mọi người muốn treo cái gì trong nhà đồ cũng được, treo chìa khóa hay cái gì tùy thích. Đấy, và mình nói luôn nè, dòng sản phẩm của mình có 5 màu tất cả, 5 màu mình sẽ chỉ cho mọi người, 5 màu, màu đen này, màu cam này, màu vàng này, màu đỏ này và màu xanh. 5 màu nha mọi người được quyền chọn màu. Đấy, mọi người được quyền chọn màu nha mọi người, được phép chọn màu. Đấy, mọi người mua hàng thì báo cho mình là lấy set 1 hay là set 2 hay là set thứ 3 và gồm những cái màu gì. Móc thì nó căn bản hai cái set thứ 2 và set 3 thì nó nguyên bản là một cái loại móc như thế này thôi, nó chỉ có một màu như thế này thôi. Còn ti chụp thì nó có chọn màu nha mọi người. Đấy, nó có chọn màu. Đấy. Khi mọi người mua hàng thì mọi người có quyền yêu cầu là chọn màu gì cho mình. Rồi. À, còn gì nữa không ta? À, mình nói luôn là những cái này mình vẫn có xé lẻ ra mình bán, đó là như thế này. Một cái móc không này, một cái móc như thế này nhé. Xé lẻ ra mình bán một cái móc không này 35.000 nha mọi người. Móc không này 35.000. Một cái chụp này. Một cái chụp này. Riêng cái chụp với cái khuyên này nhá là 72.000 nha mọi người. 72.000. Còn một cái ti này. Một cái ti và một cái khuyên như thế này là 25.000 nha mọi người. 25.000. Thì nếu như mình xé lẻ ra thì nó không có bao bì như thế này nha mọi người. Còn nguyên set thì mình đã báo giá rồi đấy. Nguyên set ba cái set này, set 1, set 2, set 3 như thế này thì bao bì nguyên vẹn như thế này. Đó, và mọi người được quyền chọn màu. Đó là mình nói cho mọi người biết như thế. Ok, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình.